Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Cậu uống gì? Cậu ngồi đi. À dạ. Cho con chai nước đi cô. À chờ xíu. Ủa? Cậu kiếm ai vậy? À con đang ngó cái nhà kia kìa. Ồ mà quán của cô có uống nước đi, để tôi làm cho. Cái mảnh sân vườn nó rộng quá ha. Trời ơi, nhà tôi là 8 đời ở đây rồi. Sân vườn này hả, mênh mông luôn là nhà tôi thông đó. À. Tới 5.000 hecta lận mà. Ừ. À. Mát không? Mát mẻ không? Dạ mát. Ừ. À. Làm gì ngóng ngóng bển hoài vậy? Dạ. Con đang ngó cái nhà bên kia. Có việc. Ủa sao ghé bển luôn đi, tự nhiên rồi qua quán tôi uống nước rồi ngó qua nhà bên kia. À dạ. À. Chắc để ý cô nào phải không? À, dạ không phải, không phải. Ý, cậu là nhân viên hả? Dạ dạ. Cậu không phải người dùng này? Dạ không phải. Hèn chi tôi thấy lạ. Tôi bán ở đây rồi tôi thấy ai lạ lạ rồi tôi biết liền luôn á. Dạ. Ừ. Con là Hùng, kỹ sư xây dựng á. Bữa nay con xuống đây để khảo sát công trình. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Công trình? Ê, cái khu này có công trình hả? Dạ đúng rồi. Công trình gì vậy? Chuẩn bị mở một cái con đường lớn mà 8 làn xe lận nha. Cái con đường đó tên là cao tốc chân trời. Cao tốc chân trời? Dạ. Vậy nó có chạy tuốt ra thế giới không? Dạ đúng rồi, chạy tuốt ra ngoài luôn. Trời ơi, vậy là dùng này được làm cái 8 làn xe hả? Dạ, nhưng mà... Ở cái chỗ cô có được cái đường đó đi qua không? Ê, đi qua đền bù nhiều lắm nghe. Mà tiếc cái là không qua đây. Ủa vậy? Qua cái nhà kia kìa. Đi ngang qua cái nhà đó luôn. Cái nhà có cây màu vàng vàng hả? Dạ. Ê, cái nhà đó của ông cha Tư cô đơn. Ủa, cô biết nhà chú Tư hả? Sao không? Ồ, vậy là nhà chú Tư có phước ghê luôn. Ê, cái đường đó đi qua nhà anh Trả hả? Dạ. Vậy là cái nhà anh Trả là làm thành cái đường. Làm thành cái đường 8 vậy, làn xe. Vậy là ông được đền bù. Đền bù nhiều lắm đó cô. Trời ơi, cái dự án này hả? Cái dự án này, thí dụ cái nhà ông khoảng đền bù khoảng chừng 2-3 tỷ không? Làm gì có giá đó. À, vậy là 800 triệu hả? Dạ không. 800 ngàn. Cái gì? 80 tỷ. Gì đâu nhậu. Trước lạ sao quen cái thằng này. Nhưng mà con đang trong giờ làm việc, không có nhậu được. Làm việc cái gì, bữa nay nghỉ đi. Nhậu với cô một bữa, chầu này cô lo. Dạ. Có ai ở nhà không à? À con, chú. Chào nè. Chú. À, dạ, mời con xuống nhà. Dạ. À chú chủ nhà nè. Dạ con chào chú. Ủa? Trời ơi, người Anthony rồi ha, đẹp trai rồi lãm quá. Dạ. Con ở đâu tới hả? Dạ con ở Sài Gòn mới xuống. Ồ vậy hả? Dạ, con dạ, ngồi dạ. Uống nước trà. Dạ. Uống nước trà đi con. Ừ. Xin phép chú cho con ngồi đây. À. Uống ly trà với lại à. Nhìn sang cái quán bên kia. Ủa là sao? Ồ, tự nhiên con lại quá lâu qua con xin vô nhà gặp chú. Rồi cái ngồi uống trà xong ngồi đây giọng quán bên kia làm sao chú quá vậy? Con xin lỗi con chưa giới thiệu. À. Con là Hùng, kỹ sư xây dựng. Con về đây á là để con khảo sát một cái dự án. Tại vì sắp tới đây á, ở đây sẽ mở ra một cái con đường đại lộ. Mà cái con đường đó tới 8 lần xe lận chú. Cái con đường nó bự dữ lắm. Kỹ sư xây dựng. Dạ. Về đây mở đường. Dạ. 8 lần xe. Dạ. Cái đường đó chứ nghe ở Trả nó chứ đây không có. Thì đó, bởi vì con mới nói 8 lần xe nó bự mà nó chạy múc mù đồ này kia chạy luôn. Chạy múc mù ngay đây luôn dạ. Hả? Vui quá, về đây dạ. Múc vui dữ à. Dạ. Thì múc vui vậy cái sao chú bự lắm. Ừ. Mà con tiếc có một điều. Tiếc gì con? Cái nhà chú đẹp. À. Cái sân của chú nó bự. Biết sao không? Cái nhà này á là bác đại đồng đường. Dạ. Tức là 8 đời ông bà để lại. Dạ. Cái sân phải rộng để cho con cháu nó chạy á mà. 8 đời con cháu nó giờ nó rộng vậy là bình thường. Thì đó. À. Nhưng mà con tiếc có một điều á là tiếc tự gì? Nhiên cái dự án nó về tới gần nhà chú. Tự nhiên cái nó rẽ qua bên cái quán xong cái nó cua qua bên kia. Cái nó hỏng vô trong đây. Né nhà chú không mừng nó. Tự nhiên nhà đang ở 8 đời thì nó bay ngang đường làm ăn gì được nữa. Trời ơi chú nói vậy sao được. Bây giờ con hỏi chú nha. À. Nếu mà người ta đã xây cái đường cao tốc vậy á. À. Ngang của nhà chú thì sao chú làm ăn này kia được. Thì đó bởi vậy nó né rồi chú mừng rồi còn gì nữa. Chú không làm ăn được rồi sao chú có đồng ra đồng vô đâu này kia. Thì phải chết không. À, rồi đó bởi vậy con nói là tiếc cái tiền đền bù. Đền bù nhiêu? Dạ nếu mà dự án này con nghe đâu á là khoảng 80 tới 100 tỷ. Ủa mưa hả chú? Con nói cái gì? Dạ 80 tỷ? Dạ có nhiều khi hơn 100 tỷ nữa.
Nếu con được chạy ngang cái nhà ai mà giải tỏa thì được 80 tỷ. Dạ đúng rồi. Chú xin lỗi con. Hồi nào giờ chú chưa nghe con số này. Chú nghe số này chú say sẵn mặt mày. Ủa? Chú trắng ra. Cái nước gì rồi nó có văng qua bên con không? Dạ không sao, không sao. Cái sao nước, chú? Này, nước này nè nấu bằng nước mưa, nó ra vàng lắm. Mà nó dính với cái nước yến của chú nữa, nó keo nó dính mà giặt xài bông nó không có ra đâu. Dạ không sao, không sao. Ôi, cái trán vậy làm kỹ sư đúng rồi. Dạ. Trán cao mau giàu lắm. Dạ. Con ơi, nhưng mà hồi nãy con nói sao nó đi ngang đây nó quẹo chỗ chú trắng mình ngồi. Dạ không, đi ngang đây cái rẽ qua bên quán kia cái nó quẹo cái nó đi qua mấy bên kia không ghé vô đây. Quán ngang mẹ sáu bảnh hả? Rồi xong mất 80 tỷ. Con mẹ sáu được 80 tỷ. Dạ đúng rồi. Trời ơi trời, tháng trước bà năn nỉ bán 100 triệu không ai thèm mua luôn. Trời đất ơi, bởi vì chú thấy chưa, bây giờ nó lên ghê lắm nè. Giữa 100 triệu với lại 80 tỷ, chú nhìn đi, một cái dưới đất với lại một cái trên trời. Bước một bước là lên hương luôn. Trời, không khiếp trời, sao chú mệt quá vậy ta? Đó, bởi vậy con nói. Ủa sao nhớ đốt nhang cũng bình thường quá mà sao mà ăn không có đứt lắm sao? Nhưng mà bởi vậy con nói chú nghe này, giống như là gia đình bên cô Sáu bển ở tốt, có phúc có phần mà người ta nói là có đứt mà sức mà ăn. Đứt hồng á, đứt gì đứt. Không, đứt hồng tức là khi mà con có tiền nhiều quá, con ăn vô nhiều quá đó, nó hồng dọn nó nở hồng bể hồng. Tức là chú nói là đứt á. Nhưng mà ơi, trời, chú nói nè. Dạ. Ở đây cái thông tin này mình cho ai biết chưa vậy? Dạ chưa. Chưa hả? Cái hay là nằm cho nó văng nước nữa phải không? Có văng nước không? Ủa sao chú nói sao con không hiểu? Thứ này nè, chú nói với con đó là người đây là người quê. Dạ. Miệt này quê xưa lắm, nghèo lắm, có tiền đâu ăn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên 80 tỷ. Thì cái lòng của con người đó, người ta sẽ sinh ra thói hư tật xấu. À. Thói hư tật xấu sao nữa? Rồi người ta đã ăn chơi, xa đỏ. Xa đỏ thì sao nữa? Đường cao tốc nó băng qua tệ nạn xã hội, băng ngang gặp đường tệ nạn xã hội, từ rừng xã hội. Đúng rồi. Chú nói bây giờ con mới thấy đúng nè. Cho nên con mới biết đối nhân xử thế. Là con đừng có đối với ai hết á. Ủa sao thế? Nếu con nói thì người ta hư thì sao? Nhưng chú đây là gì? Chú đây là gì? Chú vững tim đó, trái tim chú rất là vững. À vậy hả chú? Chú vững lắm, bởi vậy. Đó bây giờ là chú cháu mình nó vậy ha. Chú biết rồi, chú vững làm. Chú bình thường, chú không có gì hết. Bây giờ là chú mời con một ly rượu. Không được chú ơi, con làm công chức nhà nước với lại giờ đang trong giờ làm việc thì đâu có uống rượu uống bia được. Chú thông cảm nha, để con đi. Không, cô không sao đâu. Nhưng mà có thể mình dính chút thời gian cho nhau với lại mai mốt á. Cháu về để làm cho công trình đây nè, chú ủng hộ hết lòng. Con lái làm sao mà cho nó liếm cái vách của chú thành liếm nữa. Cài bừa, tía em Hưng Đông đi cài bừa. Má em không phải là nông dân, tía em cũng không phải là nông dân, cùng sống trên đồng trời. Cái gì hết hồn vậy ba? Trời ơi, tôi mới hết hồn nè. Ủa sao? Hả? Ủa sao dự định đi thi tiếng hát mãi xanh hay gì mà ra đây hát nghiêu ngao mà cuốc hay vậy? Hay không? Ủa chứ bộ không bán tiệm hay sao ra đây cuốc cái gì vậy chàng? Dẹp tiệm rồi. Sao dẹp? Nản, không muốn bán gì nữa hết. Mẹ đất thánh thần ơi, cái nghề tiệm tập quá là gia đình của Sáu là 8 đời rồi. Mình phải duy trì chứ sao lại nản không muốn bán làm sao vậy? Thì đó, bởi vì buôn bán 8 đời rồi cho nên bây giờ tôi mới nản, tôi mới ngán, tôi không muốn buôn bán nữa, hiểu không? Không muốn buôn bán nữa. Với lại cái gì? Gì thở dài quá vậy? Mấy đêm nay á tôi nằm tôi suy nghĩ miết. Tôi đang muốn thực hiện cái ước mơ thời thanh xuân của mình. Vậy hả? Cái ước mơ thời thanh xuân của Sáu là gì? Tôi có thể dưỡng phút được biết không? Tôi sẽ làm nông dân. Trời ơi, được không à? Coi lại đi à, cái dáng này mà đi ra ruộng là đi sạc vào mẫu người ta à. Bước xuống ruộng mà nợ đất người ta cứ ngất dễ khắc, rễ cây nó không bám được, báo ta nữa. Ông tin tôi nợ nông dân. Làm nông dân, làm bài hội đồng để hồi gom tiền thì được. Chứ làm nông dân cũng được đâu, tướng Sáu sang lắm. Thì bởi vì tôi nói tôi là ước mơ của tôi. À. Tôi làm nông dân nha. Rồi cái tôi cất được một cái ngôi nhà bên bờ suối. À. Ở đó có hoa lá, cây, trái, chim, chóc, véo, von. Nó yên bình giống như là nhà của ông vậy đó. À ước mơ vậy nên hôm nay giác cuốc ra đồng á hả? Giác cuốc làm màu thôi. Để cho thấy giống nông dân thôi. Trời ơi. Sái cái tay luôn vậy đó. Thôi thì để xuống đây. Giống chưa? Giống quá rồi. Có đất đai mà cuốc bẩm gì đâu mà cài mà cuốc. Nhà đâu có đất. Ông. Vậy. Tôi với ông dù gì cũng là chi kỷ mấy chục năm rồi đúng không? Ông có hiểu nỗi lòng của tôi không? Ước mơ đó là ước mơ nhỏ nhoi của tôi. Mấy hôm gài tôi cũng thao thức thâu đêm. Cho nên có hiểu nỗi lòng của Sáu. Bộ ông cũng có tâm sự gì hả? Có.
kể tôi nghe đi. Ủa sao bữa nay không ra đồng cày cuốc mà đi chợ vậy? Bình thường nhờ tôi đi không mà. Tôi giờ tôi không muốn ra đồng cày cuốc nữa. Sao vậy? Tôi không muốn làm nông dân nữa. Ê, cái nghề nông dân là 8 đời nhà Tư đúng không? Cho nên Tư phải duy trì truyền thống đó chứ. Tại sao không làm nữa? Chính vì 8 đời đó đó cho nên tôi mới nản đó. Bây giờ tôi muốn thực hiện ước mơ thời thiếu niên của tôi. Ước mơ thời thiếu niên của Tư là cái gì vậy? Là có một cái quán nho nho nhỏ ven bên đường để bán khách khứa qua lại. Đó, vậy thôi đó, không cần ruộng vườn gì nữa chăng, vậy thôi đó. Mỗi sáng mỗi chiều là vui đó. À, cho nên hôm nay đi chợ. Muốn làm tiểu thương, bán quán đúng không? Không có. Đi chợ làm màu chứ có quán đâu đi. Đi cho đỡ nhớ chứ có quán đường dây 6 rồi đi. Chỉ cần có cái quán đường dây 6 đó ha, là tôi sáng sáng chiều chiều là bán đắp đổ qua ngày, chờ qua đời thôi. Là không cần gì thêm nữa. Sáu là bạn chi kỷ tôi mấy chục năm. Sáu có hiểu nỗi lòng của tôi không? Hiểu. Hay là mình đổi ước mơ cho nhau đi. Yeah. Cái gì dao kẹo liền. Tám mươi tỷ đang dần dần trôi chậm chậm vào quán của ta. Mắc mớ gì làm chi cho nó cực. Bây giờ mình đóng khu quán mình đi nhậu cho nó sướng coi. Đi đâu hả? Đi nhậu. Nè, mắc cái gì mà mấy ngày nay đóng cửa quán hoài vậy cha nội? Làm như vậy mất khách hết sao? Kệ người ta, mất khách kệ người ta. Trời ơi, mất uổng nghe. Uổng người gì? Ta bỏ quán là người ta đi chỗ khác, người ta mua là mất luôn đó. Thì kệ người ta, người ta có tiền người ta bỏ muốn đóng quán quán à. Nên nhớ cái quán này bây giờ là của Tư, cô đơn. Không còn của Sáu nữa đâu, Sáu đừng có xía vô nhà Sáu. Quên. Quán của ông mà. Xía làm gì? Mà nè, nói tôi mới nhớ nha. Trời ơi, cái nhà của tôi bên bển á là nhà 8 đời để lại. Mấy người làm gì mà cỏ một tùm chứ vậy? Sao nó mê làm ruộng đó mà? Sao ông cuốc cào tôi gõ cho nó sạch dùng cái coi, mũi không á. Nhà nào 8 đời để lại ta? Cái nhà của tôi chứ nữa. Cái nhà của ông á hả? Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Có mơ không? Ủa? Tôi với ông lên xã ký giấy ông bán cho tôi rồi mà. Bây giờ nó là cái nhà của tôi, không phải nhà của ông. Ha, còn cỏ mọc tùm đó là kệ tôi. Tôi thích tôi để cho mọc vậy đó. Mà mốt tôi trồng cây, trồng dừa gì trong cái nhà luôn cũng là quyền của tôi. Tôi hên. Mình đã ký giao kèo rồi, xả trứng nận rồi. Nhưng mà có điều tôi thấy nhà cỏ mọc của tôi hương ngứa mắt. Tôi yên tâm đi, 80 tỷ nó sẽ trả về cái nhà của tôi. 80 tỷ? Không lẽ con đường cao tốc nó về đây nó chẻ làm hai hướng? Hả? Sao nói tôi hoang mang vậy? Cuối cùng 80 tỷ hả? Nhà nào nó cũng chạy vô hả? Sáu ơi! Chú Sáu ơi! Không, bộ lộn Sáu bên này sao? Cái gì? Mày im đi! Tụi mày bình tĩnh coi có chuyện gì nè. Không, bây giờ Sáu là người lớn. Sáu phải phân chuyện. Không phải, Sáu phải xét xử giùm con vụ này. Nói! Chú Tư giải quyết giùm con vụ này đi chú Tư! Vụ gì? Cái vụ... Mày nói gì mày? Ôi, tao cấm nha, không có được phá nhà của tao nha. Nè nè, cái đó là nhà của tao nha. Ê, cái gì nhà của mày? Nhà đó nhà của tao. Ê, hình như tao hiểu ra vấn đề rồi đó. Bộ tụi bay cũng đổi nhà cho nhau hả? Đúng á. Là con đường cao tốc nó đi qua nhà con mà là nhà của Hồng. Đúng rồi, cái đường cao tốc đi qua nhà của Hồng, nhà của con. Nhưng mà là nhà của nó. Nhưng mà là nhà của nó, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Là cuối cùng tụi bay nghĩ là cái đường cao tốc vô nhà mày. Mà là nhà của nó cũng nghĩ nhà của anh của nó. Đúng. Người ta cũng nghĩ nhà của tao. Ông Tư cũng nghĩ nhà của ông Tư. Ủa? Là sao? Tất cả chúng ta đều có 80 tỷ. Đúng. Nhưng tất cả chúng ta đều mất phong bì. Đúng. Đúng là sao? Ủa? Sao mất phong bì? Là con đường cao tốc không đi ngang đâu hết. Ê, ông nói vậy là sao ông Tư? Vậy rồi cái đường cao tốc chân trời nó sẽ đi qua nhà ai? Nhà ai? Con có biết đâu. Nhà ai? Con đường cao tốc chân trời đó sẽ không đi qua bất cứ nhà ai trong xứ này. Mà nó đi thẳng vào cái túi cổ cái thằng kỹ sư lừa gạt kia. Là sao? Nghĩa là tất cả chúng ta đều bị lừa. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Bước
là hết cái chợ, không có đủ đồ để mua hai chỗ hả? Trời ơi, chị tranh thủ giờ là phải lên chợ. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Có sao không cô? Có sao không vậy? Có sao không cô? Đụng hả? Trúng đầu cô hay vậy? Trúng đâu? Có sao cô? Đi đứng kiểu gì vậy? Thánh thần cô xin lỗi nghe, tại lo nói chuyện không thấy cô. Trời đất ơi, đứng giữa đường giữa xá vậy tôi đụng là hên nha, chứ mà xe tăng nó ủi một cái là xong phên thì chết luôn á cô. Ủi là chết chung chứ. Ủa dạ. Ai vậy? Đau quắc hả? Không phải thần này. Ơi, cô ba không nhớ con hả? Biết đâu nhớ trời. Con ông Chính nữa sớm bên nè. Ông Chính nào? Ông Chính đó. Ông Chính hồi xưa bán rượu đó. À, ông Chính bán rượu mà có cái cục u bự chảng ở đây nè kêu. Cục u nha, chứ phải cái sừng nha cô, cục u nha. Kêu bằng ông Chính tê giác, đúng dạ. Rồi, dạ. Trời ơi, mén đây ha. Dạ, trời ơi, Thánh Thần ơi, con nhớ con hay gì vậy? Con hồi kỳ con hay đi với anh Hai, con đi qua nhà con chơi hoài đó. Hồi đó mày xấu quá thà mày ơi, hồi đó đen thùi xấu quá thà. Nay coi bảnh ha. Bảnh đó cô. Vậy ngon hơn xưa ha. Ngon vậy thôi. Nhớ hồi xưa mày khoái hiền ta lắm. Khoái hiền mày với anh Hai, mày qua mày tào lạc với nó hoài. Dạ. Anh Hiền giờ không biết có cao lên được chút nào chưa cô? Nó càng ngày càng thun lại. Ủa ngồi vậy? Mày cái nết đó giờ cười. Bởi vì tao nói không, mà hồi đó thằng Hiền nó không chịu là vậy. Gái đứa giờ cười. Kỳ khối. Không, tao nói cười hào sản đó cô. À vậy á hả? Dạ. Ủa rồi nay đi đâu đây? Con anh... đi về là sáng về ra lộ vậy hả? Dạ, sáng ra lộ đứng cái đi về. Không, tính là đi gì là còn gọi điện lên mà anh Hai đó. Ủa anh hai anh Hai con gửi đồ gì à? Nó ở đâu mà gửi đồ gì? Trời ơi, anh Hai con với Sài Gòn đó. Nó mượn gì vậy Trịnh? Thì nói chung là ổng đi làm công nhân hay là cái gì doanh nghiệp cái gì á, con không gành cô ơi. Vậy hả? Dạ, mượn cho người ta ha, mượn chủ. Thì chủ không ta? Tiền nhiều mới chủ à. Tiền cũng nói chung là cũng ít à. Dạ thôi mừng mướn rồi mẹ ơi. Mừng mướn ha. Mừng mướn rồi. Hèn chi tao đi giết mà 2-3 năm nay không thấy gì à cô ơi. Trời ơi, Hiền tao đi Mỹ rồi, ngon lắm. Vậy hả? Anh nó cũng mừng mướn vậy nó. Ủa? Ôi chết, tao quên. Tao trên nó nói chuyện đó. Tao quên điện thoại. Thánh thần ơi, từ nãy giờ gan nữa có cái điện thoại hà mà gớt đâu không biết đường lụm lên. Rồi thôi. Trời ơi, tao đi chợ tao mua bông. Mà chợ mình không có bông nào đẹp hết trơn. Trời thôi, cô ba đi nghe. Ủa? Đi tao mua bông, đi mua bông. Dạ dạ, cô ba đi. Có gì đau rồi quay nói con nghe. Biết rồi. Trời ơi, Thánh Thần chưa có máy đúng rồi. Để từ nãy giờ chưa có máy nữa cha nội. Không, nó đi về sớm đi. Để đặng nó đón ông Táo nghe. Ô da trời ơi. Thiệt cái tình á. Tưởng là không có cái gì, bây giờ sao nó đau dữ. Sao vậy? Sao đi cà thọ kìa bà ba? Trời ơi, đụng quẹt, ngồi đâu đây? Ngồi đây, đây để tôi làm nước cho uống. Trời ơi, nãy quẹt con mén. Mén hả? Đi sao mà sớn xác quẹt, nãy không thấy gì mà sao giờ nó đau quá trời. Rồi có làm sao không? Ai biết đâu. Coi chừng nghe. Trời ơi, bởi vậy ông bà mình nói cái câu hay lắm. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đó. Lớn tuổi rồi nha, té một cái đùi một cái là xương cốt rồi coi chừng nó có cái gì chổng là thổi. Thôi, bà đừng nói gãy đi nha. Tính nói vậy. Trời đất ơi, ta đi ta dấp, ta da chạm chút xíu thôi. Coi. Thôi, đất á. Đau hả? Má vậy ơi. Là không sao, bầm thôi, tôi thấy cục xương còn bự lắm, không biết chưa gãy rồi. Đụng cái được người bóc cái em chết luôn à. Uống nước đi. Ta nói đi chợ sắm đồ Tết. Mà chợ mình sao nó lèo tèo quá, chợ ấp mà. Không có đủ đồ hết trơn trời á. Bây giờ phải đi lên chợ huyện mua mấy đồ. Lên chợ huyện mua cái gì nữa? Trời ơi, ba đồ trang trí nhà cửa bông hoa đồ. Trời ơi, sao không nhờ mấy thằng thanh niên trong xóm nó chạy ngang nhờ nó mua giùm cho. Trời ơi, nhờ giá bực. Bực cái mình dữ lắm. Muốn mỗi lần đi đâu là phải kêu đực chạy xe ôm đó. Vậy hả? Chở đích thân đi lên mua mới được. Ủa bà năm nay bà có chuyện gì vui ăn Tết lớn quá vậy? Nói nào ngay không biết vui hay buồn. Mà đều kêu Hiền nó về. Ôi trời. Kêu Hiền về ăn, hai chị em ăn Tết chứ mà nó đi mấy năm rồi. Vui vậy? Vậy là Tết năm nay chú Hiền về ăn Tết hả? Ở bệnh có vợ con gì chưa? Chưa, nó lo mừng ăn không mà có vợ con gì đâu ạ. Phải rồi, xấu quá mà. Với lại cũng lớn tuổi nữa. Mà nhà bà ngộ quá ha. Tự nhiên mà mấy chị em mà cô đọc hết thấy thương à. Đó. Có số hết rồi, thôi đừng buồn, kệ nó đi ha.
quất cái bợp của em tôi mà là nó xấu quá mà thấy có duyên rồi nghe. Xấu mà lớn tuổi nữa. Giờ cái thứ hai nó hai bà cô độc hết, hai chị em cô độc hết. Nó lại cha nó hai chị em bà ế đi. Ai nói vậy kỳ vậy? Ai... Nói tao nó cô đơn cô độc cho nó thấy nó văn chương ai nói ế. Trời ơi tôi nói bà nghe, hồi xưa chỉ cần tôi gật đầu một cái rột thôi là trai hốt cả rổ lựa không kịp. Tôi mà ừ cái là bà không có cửa mà vô với ông Sáu đâu. Trời ơi, chẳng qua. Thôi đi đừng nhắc ông Sáu, chẳng qua cái gì. Cũng hên là bà ổng hốt ổng, hốt giờ ổng cũng bỏ bà đi thôi. Tôi giờ ổng cũng bỏ đi xa lắc tí tè rồi, còn gì bởi nữa. Bởi vậy, hồi xưa là cha mẹ tôi mất sớm. Tôi ở không tôi nuôi hiền. Biết. Hai chị em hữu hỉ nhau. Ừ. Tới hồi mà nó trưởng thành á, nó đi mừng ăn được. Thì nó đi mừng ăn xa, đặng về nó nuôi tôi. Đó, vậy thôi chứ ế ẩm cái gì. Thì thôi không ế, kệ đi đừng nhắc tới ông Sáu nữa đi. Phiền quá, thì nhắc gì cho tôi bực bội vậy bà nữa. Mắc cười quá. Ai mà nhắc đâu. Nói cái vụ ế tôi mới nhớ. Gì nữa? Đặng Hiền. Hiền sao? Thằng Hiền nay á, nó cũng hàng tư rồi. Bốn mấy rồi đó, hàng tư vậy? Gần hàng năm rồi đó. Thì mình nói nhẹ nhẹ thôi bà, sao hay quất tới nơi quá. Nó hàng tư rồi mà chưa có vợ con thì thấy tội nghiệp nó. Nên á, kỳ này nó về phải kiếm vợ cho nó. Kiếm vợ? À. Ở trong làng mình có ai mà cỡ tuổi nó mà không có chồng đâu. Cỡ đó là giờ kêu bà nội bà ngoại hết rồi đó. Trời đất ơi, kiếm mà cỡ nó làm chi? Kiếm mấy cô trẻ trẻ đó. Trời ơi tôi nghe dạ. kiếm gái trẻ sao tôi hên là tôi chưa có ăn. Cái gì vậy? Chị em bà công nhận tự tin thiệt á, hèn gì ế là đúng rồi. Ủa là sao? Nghĩ sao mà nó bốn mấy gần 50 tuổi rồi kiếm gái trẻ đâu ra. Chị ơi chị, em của tôi giờ là Việt Kiều chị. Nghe Kiều. Vừa nó vừa có công có chuyện có làm ra tiền nghe. Mà nó chững chạc nó đàng hoàng. Nó Việt Kiều đó. Bây giờ với lại con gái bây giờ nó không có quan trọng cái vẻ bề ngoài. Cái quan trọng là con người đàng hoàng thôi. Không phải dạy trai như bà hồi xưa. Trời ơi ông Sáu đẹp trai cái cố sống cố chết một hai lấy cho bạn được. Thôi nhắc ông Sáu hoài. Thì thôi. Bà nhớ ông hả? Thì tại bà nói gì? Giờ bà giải thích về tôi thấy có lý nè. Gì? Bây giờ gái nó khôn lắm. Nó không cần đẹp trai đâu. Tao nói tốt mã rã đám. Đúng rồi. Thằng Hiền nó là Việt Kiều đúng không? Có công ăn chuyện làm mà mấy chục năm dành dụm chắc giờ cũng khá lắm nè. Thôi được rồi, để tôi kiếm đứa nào cũng hơi cứng cứng một chút xíu. Thì đừng có mà trẻ quá, cũng cỡ mà hai mấy 30 đi ha. Dưới 30 được rồi. Thì đúng rồi. Được rồi. 28 đi. Ủa giờ bà lấy cho em bà, bà lấy cho cái bà mà bà trả giá trời. Nó còn xanh đẻ nữa thêm. Quên, tôi bán quán tôi đâu phải làm mai đâu, tự nhiên qua đây kêu tôi làm mai gì kỳ vậy? Ủa nhưng mà tại vì bà bán quán cho nên bà quen biết rộng, bà có nhiều mối quan hệ, bà biết nhiều người. Đó thì bà coi trong làng trong xóm là đứa nào mà đẹp gái được nết đó, bà làm mai cho thằng Hiền. Trời ơi, mất cả hậu tạ bà ơi. Để tôi coi đẹp gái trong xóm này hả? Đâu có đứa nào đẹp hơn tôi đâu. Thôi, nhớ rồi. Đứa nào? Nãy con Mén. Gặp con Mén ở ngoài lộ, con Mén con chính tay giác á. Đúng rồi, nó chưa có chồng đó. Xinh nhỏ nó chừng hơn 20 chứ nhiêu. Đúng rồi. Thử coi. Em mà cái nết nó vui lắm nè. Tao nói tao gặp nó nhìn tôi nó cười. Thì đó. Đứa nhà mà có chuyện buồn nó cười cái hết buồn liền luôn. Biết đâu nhờ vậy mà nó chịu Hiền. Hồi nãy nó đụng tôi sưng giò đó bà. Cái gì? Nó đụng bà sưng giò. Bây giờ bà vô đây bà đòi làm mai cho nó. Bà kiếm nó để mà bà gả cho thằng Hiền. Cái này có chừng duyên hội ngộ cái bà. Cái bằng trời khiến á hả? Vô tình đó. Ê, có khi nào... Cô Sáu ơi. Cô Sáu. Ủa, qua hả con? Cô. Có gì không? Má con rửa lại cái đầm của cô nè. Để đi, cô đang dở tay. Con giặt phơi khô ráo hết trơn rồi nha. Vậy hả, cảm ơn con nha. Cảm ơn cô nha. Không có gì. Ê, khoan. Dạ. Con rảnh không? Đang rảnh lắm không? Thì trả cái đầm xong là rảnh rồi đó cô. Rảnh lắm hả? Dạ. Ngồi đi. Hả? Ngồi chơi, cô hỏi chút chuyện coi. Dạ. Ngồi chơi chút nghe. Dạ, cái gì cô? Có một chút chuyện cô muốn hỏi. Gì cô? Bày có người yêu hay có chồng gì chưa? Thánh thần ơi, tự nhiên hỏi gì cỡ vậy? Cỡ gì? Dễ xíu hả? Trời ơi, 25, 26 rồi cô nương. Cỡ cô mà lấy chồng sớm là hai đứa con rồi chứ không phải chơi đâu. Ôi, lấy chồng sớm giờ khổ lắm cô ơi. Con là con định 30 hoặc là ngày 30 con mới lấy chồng đó. Trời, nghe lời ai xúi vậy?
ngoài 30 là già chát rồi ha, không có ai hốt đi đâu. Chứ con không nghe nhà nước khuyến khích hả? Con trai con gái tới tuổi lập gia đình là phải lấy chồng sớm. Thánh thần ơi, nhà nước khuyến khích vậy chứ nhà nước có chỉ chỗ ông chồng đâu lấy. Trời. Vậy hả? Mà với lại gì nè, thí dụ giờ con lên nhà nước đi, nhà nước phá cho con ông chồng con cũng lấy nữa. Ôi trời ơi, ở đâu sẵn vậy? Giờ muốn phát chồng đúng không? Dạ. Khỏi cần nhà nước, cô Sáu sẽ phát cho bay. Một thằng. Chị ôm, chị ôm. Ai? Trời ơi, con bả bẽn lẽn đi ghét. Nghe nói tới trai cái bộ quào tùm lum. Ai vậy? Còn nhớ anh Hiền không? Anh Hiền thấp thấp người đó, em của cô ba đó, cô ba sống trên đó. Nhớ nhớ. Dạ 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 nhớ nhớ nhớ. Ủa ông đi Mỹ rồi? Thì đi Mỹ 7-8 năm nay rồi. Cô đừng nói là cô làm ma canh Hiền cho con. Trời ơi, con nhỏ thông minh quá ta. Đúng rồi, cô tính phát Hiền cho con đó. Thôi. Sao ngoái lìa lìa vậy? Ôi, nhìn cái mặt ông mắc cười lắm cô ơi. Ổng gì đâu mà mấy năm trời rồi ha, cái người có ông Khúc à. Không có cao được biết nào hết trơn á. Lấy chồng cái mặt mắc cười mới vui ha. Đừng có lấy chồng mặt chầm chầm làm ăn không có được, hiểu không? Gì? Với lại cô nói cô nghe, ổng già rồi. Thì biết là nó già hơn mày mười mấy trời, tuổi đó. Thì đó, lấy về trời ơi, giống như tía con vậy đó hả? Tía cái gì mà tía? Có mười mấy tuổi mà làm thấy ghê. Con không nghe ông bà mình nói hả? Chồng già vợ trẻ là tiên. Đó, lấy Hiền về đi. Cái con sẽ thành tiên liền. Trời ơi. Không, ý là con sướng như tiên. Bởi vì thằng Hiền nó lớn tuổi nè, rồi nó sẽ chiều chuộng thương yêu con. Chưa kể anh Hiền ở bên Mỹ nha, anh Hiền có sự nghiệp đàng hoàng, hiền lành tốt tính nữa. Là coi như nếu mà con gửi thân cho anh Hiền là con ổn, ổn cả đời mày luôn. Chưa kể con báo hiếu được với cha mẹ con nữa, cha mẹ con cũng nhờ cậy được con luôn. Thấy không? Thôi, không biết. Chịu ha, chịu. Thôi, có gì cô Sáu qua nói chuyện với tía má con đi. Con không biết nha. Nhỏ này sao ta? Không biết. Nó chị với tía má không đi. Ủa vậy là nó chịu hay không trời? Bà ba ơi, bà ba. Bà ba. Trời ơi, ta đang rối lộn chuyện nha. Cái gì? Gì em xong vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À chết cha. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho thằng Hiền đó, nhớ không? Rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên. Là sao đâu bà kể rõ cho tôi. Là vậy. Ừ. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là... Chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được à. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Ừ. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi, gặp chú Hiền đi ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên, để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Nổ, trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Kỳ cục quá trời. Cái vợ cho nó mạnh nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt chứ. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Hiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu của qua, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Rồi. Rồi anh Dũng đâu? À, ai? Anh hai con hả?
Anh hai mày chứ ai trời. Vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi về sớm hả? Nè, hồi sớm mây này nó ghé đây nè. Vậy cô, cô giỡn hoài. Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Dạ. Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Ờ, tự nhiên con hồi nãy ngồi đây láp giáp mình ơn là thấy nghi lắm rồi đó. Đó, tự nhiên đang nói chuyện hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Vậy không, á? Cô, không con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi. Nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi đâu có đâu, mới nói chuyện ổng bam kia đây mà. Trời ơi tức quá, tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao. Ai biết được. Cái gì tao không. Trời ơi Phật ạ. Trời hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Ờ anh thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? À, chị ba. Ừ. Em với Dũng quen nhau đã 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên xóm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi với nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Anh hai. Chị ba. Sao rồi? Cô bà sao? Làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi trời mà ơi. Đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này là gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận. Cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy chị ba. Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chị qua tưởng gì kiều không. Chị thừa chuyện với tía mén. Ừ. Thế xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tao ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi cô. Bây giờ bỏ đi bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con. Trời ơi. Trời ơi chúng ta mới đi tên nổi ốc hết trơn rồi Hiền. Trời người ta yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi. Chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi tự hiểu đi. Đừng có lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới chị ba có chấp nhận được không? Bạn sao? Không, vì nè em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta. Chứ còn chị gia đình làm sao mà cười nổi. Không, cũng không. cười mà cười ra nước mắt á. Ồ giống như là em nghĩ là tía má anh đồng cảm vậy đó. Chứ không có gì anh hai nói với tía má nghe đi rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ. Tôi không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Rồi. Trời ơi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp chứ. À quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Hai Phương Nam, vui lắm à nghe. Trời ơi, ta đang rối lòng chuyện nhà cái gì? Gì em xâm vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À, chắc. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho Hiền nó nhớ không? Rồi sao?
Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Được không, được không? Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên hên. Là sao đâu bà, kể rõ cho tôi vậy nghe. Ừ. Con Mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con Mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi. Gặp chú Hiền đi. Ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên, để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi, cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Mr. Hiền ơi Hiền, ra đây. Thì ba cái gì vậy? Cái gì ông sầm vậy? Trời đất ơi, em về nguyên làng trên xóm dưới người ta biết, bà cũng vui hết trơn á, tại lại người ta đón em á. Trời ơi, chị làm vậy chi vậy, kỳ lắm, em nói thiệt. Kỳ đâu mà kỳ, kỳ nó nói gì đó kỳ. Mr. Hiền. Thôi thôi thôi, bà con. Dạ, em cảm ơn cả nhà, nhưng mà thôi đâu có cần phải làm vậy đâu, kỳ lắm. Vậy là chưa đủ đông đúng không? Chỉ còn 4.000 người ngoài nữa. Thôi thôi, trời ơi trời, chị ba, cái gì vậy? Cái gì đâu. Ừ, thôi em nói nghe nè, chịu chưa? Nếu mà chịu thì mình làm đám cưới luôn để chị nói chị ba. Chứ không thôi để qua Tết về bển rồi ai đâu mà mừng nữa. Nhưng mà cái... Đúng rồi đó, trời ơi, phải cưới vợ sớm cho nó. Không, cái làm sao mà cưới... Không có nhân nhị gì hết trơn á, phải cưới vợ sớm. Mr. Hiền. Để coi hồi nãy là 5 người nè ha. Với lại 4.000 người ngoài kia chưa có xuất hiện nên thôi tôi không có tính 4.000 người kia. Đúng rồi. Tôi tính 5 người với tôi nữa, mỗi người kia 50 đi. Tôi 100 nữa là 350. Cái bìa cặt tông thì tôi không có tính tiền. Nhưng mà tôi tính tiền cái viết là 10.000 nữa là 360.000. Còn mấy cành bông là khuyến mãi đúng không? Mấy trời ơi quên nhắc, mấy cành bông 20.000 cành, hai cành 40 nữa là 400 chẳng. Không có bớt luôn á nha. Thì cái đó là bớt lắm, mấy miếng bìa cặt tông là tôi xin của người ta đó, xin của mấy bà dây chai đó. Còn 360 là thiếu 40 đi. Trời, mò luôn bà ơi. Chị ba. Ủa vậy là mấy người hồi nãy mà vô la sùm mà chào đón này nó là nhiệt tình là chị thuê hết hả? Ủa thuê chứ ở đâu ra mà người ta chạy tới người ta đó. Trời ơi, có cần phải phô trương vậy không trời? Nếu mà em biết vậy thì thôi em khỏi về luôn cho rồi đi. Trời đất ơi, sao nó kỳ vậy? Không tự nhiên là tốn tiền vô cớ vậy. Vậy cho nó sơm tụ chú hiểu không? Vậy cho nhìn cho nó mát con mắt. Đây có bao nhiêu tiền đâu, có mấy đồng mặt lẻ à. Rồi cái vụ không mấy mình cưới luôn ha. Cái gì? Cưới vợ luôn đi. Cưới vợ hả? Cưới ai? Thì cưới gái trong làng mình chứ ai. Chị ba ơi, trời ơi sao mà em nói chị nghe nè. Bây giờ em về đây là để thăm chị, để chơi với chị những ngày Tết. Chị cứ điệp khúc cũ hoài mà chị cứ điệp khúc mà lấy vợ để làm gì, bộ vợ có sẵn để mà lấy hả? Ơi, có sẵn nha, đừng có giỡn nghe. Tôi với lại chị Sáu tính hết rồi. Mấy cái người hồi nãy á là do bả sắp xếp hết, tôi chỉ có dắt qua thôi. Với lại còn cô dâu hả, đừng có lo. Tôi lo nè, con Hoa, con Hồng, con Mai, con Bông nè, nhiều nhiều đứa lắm. Trời ơi, tại vì lo cho em cưới vợ cho nên mới phải mướn người ta như vậy để làm rần rần cho nó vui, để lấy thanh thế cho mình. Trời ơi là trời thiệt á. Em nói thiệt với chị nghe, bây giờ chị có nói vụ mà ế thôi kệ nó đi. Duyên nó chưa tới mà bắt lấy vợ lại với vợ là sao? Nó phải có sẵn đâu. Trời ơi, khổ ghê thiệt. Nghe chị nói nè. Thì chị nói đi. Chị đã ế rồi. Ế giờ là coi như xong phim rồi đó, xếp qua bên rồi đó.
là tại vì hồi trẻ chị mắc nuôi em. Bây giờ em lớn rồi, em cũng phải buông ba xứ người để em lao động cực khổ, em gìn giữ gia đình nhà mình. Thì thôi bây giờ hy vọng là nằm vô con mình em này đó, vậy là xong rồi. Bây giờ em phải cưới vợ, phải sinh con để cứu vãn cái gia thế nhà mình chứ. Không để tuyệt tự tuyệt tôn. Thôi bây giờ em nói chị nghe nè, cái chuyện gia đình mình á thì không biết giờ mình giải thích sao với chị luôn á. Bây giờ nè, cái chuyện ế hay không ế là cái đó là do ông trời định rồi nha. Còn cái chuyện lấy vợ em nghĩ là không cần thiết đâu. Thôi chị tính chuyện khác đi, để ăn Tết cho vui vẻ đi. Tại sao mình... Trời đất ơi, sao mà không tính được? Bây giờ em 40 rồi, mày không cưới vợ chừng nào mới cưới? Giờ chờ 60 như tao thì sao? Thôi tới chuyện đó là sao, đẻ? Thôi em xin chị một lần nữa nha chị ba. Chị đừng bây giờ nhắc tới vụ đó nữa. Thôi để tôi đi đi, hai người tính gì tính đi, tôi mệt quá. Thiên chị ba. Thôi. Trời ơi đừng có làm gì. Chị ba buồn. Cái gì vậy chị ba? Đừng có kích động. Bác sĩ nói là không để được để chị ba kích động. Chị ba kích động là chị ba dễ bị đi lắm. Chị ba ơi, chị sao rồi? Bình tĩnh lại. Em đưa chị lên trạm xá nha. Bằng lòng cứ vậy đi. Không, tại sao là bằng lòng được? Trời ơi, đi theo ông theo bà liền đó. Bằng lòng đi. Chị ba cho bị gì mà sắp. Bác sĩ nói là không có để chị ba kích động. Nhưng mà chị ba bị lên tim, huyết áp lên rồi tất cả đều lên hết rồi, chị ba đi luôn đó. Nhưng mà rốt cuộc là chị ba tôi bị bệnh gì? Đừng có nói quá. Bác sĩ nói đó. Là cái này là tâm bệnh đó, lo lắng nhiều quá. Dạ, cho nên mới như vậy. Thôi bây giờ chị nghe lời em đi. Bây giờ vậy nè, em đưa chị lên trạm xá nha. Chứ còn bây giờ nếu mà không thôi làm sao mình biết được là lên đó là đi luôn đó. Tại sao lại đi luôn? Bác sĩ nói là không để chị ba kích động, mà nãy giờ chị ba kích động quá rồi kìa. Tâm bệnh mà lên trạm xá sao mà được. Bây giờ tâm bệnh là bây giờ ý chị, bây giờ chị muốn sao? Bằng lòng cưới vợ đi. Chị lo cho em nhiều quá. Đúng rồi, chị mệt á. Chị ba ơi, ráng sống nha chị ba, ráng sống để nhìn mặt con cháu chị ba ơi. Cưới vợ để cho chị bớt lo. Đúng không? Chị, bây giờ chị muốn sao chị nói đi. Cưới vợ cho chị ba, đừng có đi. Cưới vợ đi, chị ba còn có mục tiêu để ở lại, hiểu không? Cưới vợ hả? Cưới vợ. Sao có sẵn mà cưới, ai? Có. Ai? Con Hòa. Cái gì? Hòa cáp chi trời thiệt á. Đi qua dạm hỏi thôi chứ đâu phải là đi cưới gì đâu mà... Làm chi dữ vậy? Cái gì vậy Hiền? Làm dữ là làm sao? Đi qua nhà người ta nói chuyện, hôm nay là một ngày đặc biệt, em phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, rồi mặt mày phải tươi tỉnh lên. Đâu cần phải ăn mặc vậy đâu trời, thiệt á. Chị làm quá chị ba. Làm quá cái gì? Cái ngày đặc biệt của em mà, đi hỏi vợ cho em mà Hiền. Rồi quà cáp đâu? Ghê thôi, để ta lấy cho rồi đi. Mà ghê luôn á. Anh lấy ai? Anh lấy con bé Hoa. Nó là em gái của tôi mà. Sao mấy người án với tôi quá vậy? Hiền ơi, mấy gói quà để đâu rồi? Dạ. Trời đất ơi, để đâu mà tìm hoài không thấy vậy? Ủa? Dũng? Dạ. Mới về hả? Dạ dạ. Trời ơi, qua đây làm chi? Chị với Hiền chuẩn bị qua bển nè. Để lát chị qua, hen. Dạ dạ dạ. Quá trời, cái vợ cho nó mà nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt chứ. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Ơi, hên đó nghe. Mai có cô Sáu của qua, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Rồi anh Dũng đâu? Ai? Anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời? Gì vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi sớm nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Gì vậy cô, con giỡn vậy? Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Tự nhiên con... Hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên đang nói chuyện Hiền, cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao mà lộn được.
Bậy không? Cô ba. Gì không, vậy? Cô, không, con sợ thiệt đó cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ, tự nhiên ghé nhà cô không chi. Mà trời, nghe ơi, nói đâu 28 Tết nó mới về mà, giờ nãy về làm gì? Được Tết mới về. Đâu 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 đâu, bà lấy điện thoại gọi coi có con Dũng nó về không? Trời ơi, đâu có đâu, mới nói chuyện ổng ba kia đây mà. Trời tức quá, tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao lại biết được. Cái gì tao không trời bố Phật ạ. À. Hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Anh thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? Chị ba. Anh em với Dũng quen nhau đã 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên xóm dưới người ta biết từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Anh hai. Chị ba. Sao rồi? Cô bà sao? Làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi mà, đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này tôi gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai? Mà tôi nghe đồn ngột quá, tôi muốn đồn tử luôn á. Trời dạ. Quá. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận. Cho nên Hiền mới nói dối á, là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy chị ba. Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em hả, đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chị qua tưởng gì kiều không, chị thừa chuyện với tí ăn mén. Xin nó đặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ tôi ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi cô bây giờ bỏ đi bỏ đi chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, giùm tao mới đi, tao nổi óc hết trơn rồi. Trời ơi, người ta yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi, chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi, tự hiểu đi. Đừng lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai, Hiền ơi, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được, tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới nơi. Chị ba có chấp nhận được không? Ba sao? Không, gì nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má, em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta, chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng không. cười mà cười ra nước mắt á. Ừ, giống như là em nghĩ là tía má anh đồng cảm vậy đó chứ. Không có gì anh hai nói với tía má nghe đi, rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè, tía má thương anh hai mà. Được rồi để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ. Tôi không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên mà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Đúng rồi. Trời ơi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. Quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Vô đây à? Dạ. Cái gì vậy? Có vô không? Thì vô từ từ chứ. Thì từ từ thì để bó tí ra cho người ta vô. Đứng xà ràng dính nhau như sam, làm như yêu nhau không bằng vậy đó. Người ta có hạnh phúc thì người ta phải khoe chứ. Cô ba ơi. Kệ đi. Ê nó nghe nè, cái chuyện bên nhà em á là anh sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Dạ. Mà công nhận bé Hoa nó hay thiệt nha. Không biết nó thủ thỉ gì với tía má đó mà má xui lầm rồi. Ê, cũng phải nhờ anh cố gắng gì lắm đó nha. Dạ. Anh tạo được điểm gì lắm đó. Ê nó nghe nè, hồi nãy là cô mua giúp cho thằng bé đó khoảng 10 tờ giấy số. Nếu mà trúng số nha, mình làm nó kính lớn luôn nha. Dạ. Anh nói em thích quá à. Mà cái thằng bé anh nói với em là mẹ của nó bị bệnh, gia đình nó khó khăn á đúng không? Đúng rồi đó, nhìn nó thấy thương lắm. Tuổi ăn tuổi học mà phải đi bán giấy số để mà lo cho gia đình. Mà anh nghĩ là mua giấy số vậy thì cũng không có ổn lắm đâu. Tại vì á, làm sao đủ tiền để lo cho mẹ nó. Nếu mà như vậy mình phải kêu gọi mọi người để giúp đỡ nó nha. Đúng rồi, cái ý của anh hay lắm, em đúng thích rồi. Có hai cô ba đâu?
Không có trong đó hả? Không thấy. Về chắc đi ra ngoài cô Sáu này đi mua đồ gì thôi, đi chợ gì đó. Đi chợ hả? Ừ. Ờ nhưng mà cũng đâu quan trọng. Hả? Ra sao? Thì ý là em mới vừa nghe lén một cái câu chuyện nó quan trọng hơn. Mà nghe lén vô gì? Nghe nói là hai anh trúng số gì đúng không? Ủa? Đâu có đâu, chưa có trúng gì mà. Chị mới mua hai tờ thôi. Đúng rồi. Chuyện á là hai anh tính là quyên góp một cái số tiền cho cái thằng bé mà bán vé số á, để mẹ nó có tiền đi chữa bệnh. Đúng rồi. Trời ơi, thánh thần ơi. Ba cái chuyện này tại sao không cũng tôi? Trời ơi, cái nghề của tôi mà. Bây giờ muốn giúp nhiêu tiền? Không có tiền. Vậy giúp bằng gì má? Có cái miệng. Miệng để làm gì? Cái miệng tôi quyên góp dữ lắm mà nghe. Ờ, cho nó nghe rồi chấm ra đi. Ừ. Cô già má ơi, cái gì vậy? Dù gì, cái thứ gì. Thôi bây giờ nhà nào không giúp được tiền đúng không? Thì tôi quyên góp phụ cho. Con biết rồi, bây giờ nhà nào không giúp được tiền á thì mình chịu khó ha. Mình đi vận động bà con, hiểu không? Người ta giúp được tiền này, mà giúp được tiền người ta giúp được quà thì giúp được quà, hiểu chưa? Thôi bây giờ tính ra vậy. Sao? Mình chia nhau mình đi kêu gọi bà con. Ok. Yeah. Đúng rồi, chia nhau ra đi. Đi kinh. Đi nha. Trời đất ơi, mới gì nói chia nhau, cái nắm tay nhau đi xà nẹo vậy đó.